Tại sao Bitcoin được tăng trưởng 17% trong 24 giờ? Và giá của Bitcoin sẽ đi đâu những ngày tới đây? Nghe, ngày 28. Mình là Daniel tới từ Tiền Academy, Kinh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam. Và cái video này mình sẽ phân tích Dogecoin coin uh, cho bạn. Đây cái màn hình đầu tiên mình có. Ok, vừa rồi. Trong 24 giờ, Bitcoin tăng trưởng 17%, phần Trong 7 ngày vừa rồi nó tăng trưởng gần tới 30%. Ok. À, tại sao nó tăng? Ok. Thì đây. Đây là Elon Musk, ok, Elon Musk à uh, ổng mới vô cái gọi là cái 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 cái, um, cái headquarter gọi là cái chỗ là cái, cái cái công ty công ty của Twitter, cái cái chỗ văn phòng của Twitter. Ok. And uh, let that sink in, ok. Ngày hôm nay là ngày 28, tám, uh, hôm 7 và ngày mai, ngày mai là uh, Twitter là có uh, Twitter là thuộc về của uh, Elon Musk. Cái deal của Twitter ngày mai phải complete là xong á. Ok. Thì nó có vài lý do. Nếu bạn biết về Elon Musk thì có chỉ uh, về tiền điện tử thì có hai đồng là ông cổ vũ hồi đó đến vợ đến giờ là Bitcoin và Ethereum uh, mình sẽ lỗi bitcoin và dogecoin đúng không à, thì ông Elon Musk uh, còn gọi là cái người cha của dogecoin mà đúng không thì bởi vì vậy bởi vì vậy thì uh, nó 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 và về cái vấn đề mà twitter ông nó nói rất là nhiều lần về cái 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 tài cái cái, 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 cái cái công ty twitter lạng quạng là có rất là nhiều uh, uh, bot có nghĩa là những cái uh, những cái uh, gọi là robot đó nó nhắn tin lại cho người này người nọ rất là nhiều uh, tài tài uh, tài khoản giả. Và ông cũng đã uh, chia sẻ là sau khi nếu mà ông sở hữu được Twitter thì ông có thể uh, bắt bất cứ cái người nào mà có một cái tài khoản Twitter cũng phải trả một cái đồng tiền nho nhỏ để xác thực là cái người tạo cái tài khoản đó là người thật. Bởi vì nếu mà bot đó nó có cả nếu nó có chịu 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 bot ở trong Twitter cái 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 Twitter platform á thì bot nó lấy tiền đâu mà nó trả ok và bởi vì vậy thì có rất là nhiều người chuyên gia ra phân tích là có thể rằng sau khi ông sở hữu Twitter ông sẽ dùng cái Dogecoin là một cái đồng kể để, để cho người mà nào mà có tài khoản Twitter phải trả bằng 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 Doge hoặc ông có thể tạo một cái gọi là một cái gọi là một cái cái cái, cái sàn giao dịch dùng Dogecoin ở trên Twitter luôn, ok hay là một cái hệ thống giao dịch là dùng của là dùng Dogecoin and Bitcoin để giao dịch. Bởi vì vậy thì thì cái ngày 28 này nó rất rất là quan trọng. Và bởi vì vậy, bởi vì vậy cái cái đồng cái đồng coach cái đồng Doge bay 17% trong chỉ 24 tiếng, 24 tiếng. Ok. Thì đó là một cái lý do, nhưng cuối cái video mình sẽ cho bạn thêm một cái lý do nó còn còn có thể có thể là quan trọng hơn cái cái Twitter Uh, Twitter nữa ok thì đây uh, thì ổng uh, ổng uh, đây có đây có cái video mình sẽ play cho bạn ok cái này là lúc đầu tiên Ông vô Twitter ok thì đây là lần đầu tiên Ông vô cái 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 tòa nhà của Twitter đây Twitter đúng không ok and ổng ổng ghi là let that sink in ok là sau khi ổng sở hữu cái Twitter này. Nó uh, nó nó ok nó về tài chính thì đồng Dogecoin và đồng Bitcoin sẽ bay. Đúng không? Uh, bởi vì hai cái đồng đó là hồi đón giờ ổng ổng cổ vũ nó. Và không chỉ vậy nữa. Là ổng sẽ tạo cái nền tảng Twitter này là một cái chỗ mà mọi người đều có một tiếng nói công bằng trong xã hội. Người nghèo và người giàu đều có tiếng nói. Và một cái chỗ mà người ta có thể trao đổi thông tin với nhau một cách lành mạnh để phát triển nguyên toàn thế giới. Ok, à, mình sẽ không nói sâu xa về nó về cái vấn đề mà cái 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 những cái ý tại sao ổng sở hữu Twitter. Nhưng okay. ok, mình sẽ đi lại cái câu chuyện tại sao Doge lại bay như thế. qua à, luôn. Ok, à, đây là cái đồng Doge đúng không? Ok, đây là cái lý do thứ hai tại sao Doge sẽ bay. Sẽ bay um, có thể vẫn sẽ bay tiếp tục những ngày tới đây. New proposal wants to burn 80% của Dogecoin supply community respond. Thì cái community cái cái nhóm uh, Dogecoin này này, những cái người mà mà cái gọi là nằm trong cái nhóm này đó thì người ta mới đẩy ra một cái gọi là cái gọi là có thể gọi là một cái luật là đốt đi. 80% của những đồng Doge trong cái hệ thống của nó. Ok. Và cái 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 cái, cái sự bầu cử này để đã đẩy ra rồi. Ok. Và tới ngày cũng trùng hợp là ngày 28 này. Cũng là ngày 28 này. Cũng là ngày 28 này là nó sẽ kết thúc cái cái gọi là bầu cử đó. Ok. User have already locked 8 uh, uh, 8 ok. User have already lock uh, 550 triệu vote rồi. Đã có 550 triệu ờ uh, 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 vote là bầu cử rồi, là là nói là ok, người ta sẽ chấp nhận. Uh, chấp nhận cái cái burn đó là người ta sẽ xóa đi và đốt đi 80%. Ok. Nếu mà bất cứ một cái cái đồng nào mà lúc mà nó burn đi, nó burn đi 80% của cái supply của nó. Ok thì cái giá nó sẽ còn tăng nữa còn tăng nữa thì cái giá trị của mỗi đồng sẽ được tăng bất cứ cái đồng nào mà uh, cái nhu cầu cái người nhảy vô mua nó cao và nếu mà người ta đốt người ta giảm cái 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 đồng ở ngoài thị trường thì cái giá chắc chắn sẽ sẽ tăng thì mình uh, nhiều lúc mình lấy những cái thông tin này ở trên mạng đúng không Thì lúc nào mình cũng phải kiểm tra lại chặt chắc 100% là cái nguồn thông tin đó là chính xác trước khi mình mình chia sẻ cho bạn. Thì đây là cái trang cái trang Twitter. Ok, cái trang ở trên Twitter của Dogecoin và đây người ta cũng đã tuyên bố giống như vậy. Là voting continue until October 28. Có nghĩa là ngày mai. À, ngày mai á ok ngày mai mà có nghĩa là ngày mai tối ở bên Việt Nam chứ không phải là sáng bởi vì à, sáng ở bên Việt Nam là chỉ vẫn chỉ vẫn vẫn là ngày 27 tối của bên Mỹ nha. Okay. Exciting update. Ok. Là nếu cái vốn này nghe hoàn thành và tất cả mọi thứ ok thì người ta sẽ đốt đi 80% của tất cả những đồng đô trong, trong trong hệ thống. Thì chỉ còn lại 20% thôi. Thì cái giá sẽ bay sẽ bay rất cao nghe. À, biết là ông Elon Musk ông đang uh, suy nghĩ về À, dùng Doge như thế nào trong cái hệ thống của ông trong Twitter hay là nhờ, ông có những cái chương trình gì khác nhưng đây là một thông tin còn quan trọng hơn nữa ít người à, ít người nhòm tới bởi vì người ta chuẩn bị đốt 80% những cái đồng của Doge và nhu cầu của những cái người đầu tư vào Doge thì vẫn càng ngày vẫn càng cao đây là một sự à, một cái bài báo nó đi sâu xa hơn nó cho phép nó có data để chứng tỏ đó ok few hours to must acquisition of twitter Deutsche goes nó nói đúng là Deutsche lên 10 17% trong 24 tiếng. Ok. Và nói chung mà nó nó bay một cách uh, cao nhất trong 10 tuần vừa rồi, nghe 10 tuần vừa rồi. Và không chỉ vậy nữa. Uh, đây có một cái thông tin mà mình muốn chia sẻ cho bạn. Là vừa rồi nghe nó có tới 450 sự giao dịch. Sự giao dịch mà mỗi sự giao dịch vậy đó là hơn 100.000 đô la. Một hơn 100.000 đô la là cái chuyện đó mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Nó có một okay. over 450 well transaction that exceed 100.000 đô la. Mỗi một cái một cái giao dịch vậy đó là 100.000 đô la mà nó có tới 450 sự giao dịch giống như vậy nghe chỉ trong ngày ngày vừa ngày hôm qua thôi là ngày 26 ngày 26 ok bởi vì vậy mình nhớ là mình là những những người đầu tư nhỏ và lẻ và những con cá long tông ngay bây giờ nghe nhưng mà có thể tương lai này mình sẽ thay đổi cái cái định mệnh đó nhưng mình phải đi ngay bây giờ thì mình phải đi theo những cái con cá cá mập bởi vì nó nhảy nó mua như như thế này nó có những thông tin như thế như thao như như sau đó nó nhảy vô nó mua và nó đẩy giá bitcoin lên tới cái mức độ là là trong 10 tuần vừa qua là ngay bây giờ là cái điểm cao nhất. Điểm cao nhất. Ok. Uh, nhưng nhưng bạn cũng phải uh, rất là cẩn thận nghe. Uh, màn hình này sẽ 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 nói lên câu chuyện đó. Vừa rồi nó tăng trưởng 17%. Ok. Đây là cái khung 1 giờ. Khung 1 giờ. Cái OSI của nó đang nằm lên khoảng cái mức độ gần 80 là gọi là oversold rất nhiều rồi. Bất cứ lúc nào nó lên hơn 70 thì nó phải đi xuống. Dài hạn thì nó chắc chắn nó phải đi xuống. Ok, chứ không có có cái đồng nào mà nó ở trên đây mà nó ở trên đây hoài hết. Lúc nào nó cũng có phải có nhu cầu đi xuống. Thì mình đặt ra câu hỏi. Một câu hỏi cũng rất là khó trả lời chứ không phải là dễ nha. À, người nào mà có thể trả lời đúng cái câu hỏi này thì cái người đó có thể xin lời nhuận rất nhiều trong những những ngày tới đây mình nói uh, hai ba ngày thôi. Ok. Dựa theo thống kê, dựa theo những cái đà giống như OSI rồi uh, tăng trưởng rồi những con whale well nó mua rồi uh, Twitter. Ok. Thì bạn phải đặt ra câu hỏi là cái giá của cái đồng này, cái Dogecoin này còn bay lên nữa hay là sẽ giảm. Ok. Để mình zoom ra chút xíu, mình đi vô cái khung uh, cũng không cần đâu, đây. Bạn thấy không? là hồi lâu đến giờ là nó đã giảm một cách khủng khiếp rồi bởi bây giờ nếu mà nó có bay lên thêm nó bay lên thêm năm chục sáu chục phần trăm nữa thì 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 thì, bạn nghĩ sao ok ngay bây giờ là cái ngày 28 này là một cái ngày mà nếu mà bầu cử của giảm 80% của những cái đồng Dogecoin mà thực hiện được cũng chung ngày là Elon Musk sẽ sở hữu Twitter thì hai cái tin tin thông, thông tin đó nếu mà ông Elon Musk ra ông nói ông tuyên bố là ông sẽ dùng cái Dogecoin trong cái hệ thống Twitter thì cái giá này nó sẽ tăng đi đâu đó là câu hỏi đầu tiên bạn nên trả lời câu hỏi thứ hai là nếu mà cái bầu cử giảm 80% của Dogecoin thành công nghe cũng trong ngày 28 đó luôn thì Dogecoin sẽ giá nó sẽ đi lên đi xuống chắc chắn nó sẽ đi lên đúng không hai cái trường hợp đó về nếu Elon Musk ra tuyên bố một cái gì đó liên quan với Dogecoin và hệ thống Twitter thì giá sẽ đi lên. Ok, cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, nếu cái sự bầu cử mà giảm 80% của Dogecoin mà được chấp nhận thì Dogecoin cũng sẽ bay lên một cách khủng khiếp. Cái đó là hai. Cái đó là hai dấu cộng. Ok, trong một cái vấn đề mà mình phân tích. Nhưng cái phân tích mà ngắn hạn nhất ngay bây giờ À, mà nếu mà nhìn vô dựa theo cái OSI ấy, thì ngay bây giờ nó cao quá, Là quả nó phải đi, xuống. Là quả nó phải đi xuống. Nhưng ngay bây giờ bởi vì mình có hai dấu cộng. Hai dấu cộng. Nghe hai dấu cộng là về Elon Musk và cái, gì, cái sự bầu cử. Thì mình thấy 60% là Dogecoin sẽ còn đi lên nữa. Ngắn hạn. Sẽ có một ngày nó sẽ đi xuống lại dưới 70 uh, OSI. Nhưng về ngắn hạn tới ngày mai thôi thì mình nghĩ có thể là nó phải phải bay thêm hai uh, con số phần trăm nữa có thể là hơn 10 hay 15 20 gì đó có thể phải bay hơn nữa thì cái cái thông tin này mình cho cho bạn mình biết nó rất là nhạy cảm uh, thì bạn phải 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 đào sâu hơn nữa uh, đi kìm những thông tin khác để dựa vào nó ok uh, và ra một cái quyết định uh, và chịu trách nhiệm cho cái quyết định của mình bởi vì À, lúc bạn thắng thì là bạn thắng cho bạn và lúc bạn thua thì, thì bạn là người mất tiền chứ không ai hay mất hết nhưng đây ở đây cái kênh là mình chỉ cho bạn cái thông tin để bạn ra là người ra quyết định như thế nào những những ngày tới đây những ngày tới đây ok thì, um, mình tên là đây tới từ tiên canh nam về đầu tư và tư duy hay nhất tại việt nam xin chào mọi người